ăn đó. Ta dọn quét đàng hoàng chứ không phải không có nha. Có nhiều người nói sao gác quá. Tại vì cái lượng khách hàng ngàn người cho nên là sao mà quét được. Cuối giờ thì có khi sẽ quét nha. Rồi xong. Hiểu luôn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Xong rồi anh Hầu ơi. Bể là chắc rồi. Thôi đừng. Bể rồi. Chính là bể rồi, chính giới vậy là bể. Xui. Không sao đâu, chủ rồi. Không kiếm rồi. Đó là đây có quét rồi đấy mọi người. Quét rồi đó cái chùa là. Cái hơi màu đỏ là của ông chủ đất nha mọi người. Cát Thi là đi xe đẹp thôi. Không đi đi máy bay rồi. Xe này của chủ đất nha. Của chị Cát Thi là đi đẹp. Đó là bỏ gửi rồi chứ đâu ở đâu để đây được. Đó thấy không? Sau là khi mà kết thúc giờ là mà quét về nha mọi người, có chân lẫn 500 ngàn đó nha chị. Trời ơi, bữa tôi lượm 500 ngàn đó bà. Ghê thật. Bởi vì là, bị đòi lại, thấy không? Nhưng mà cũng trả lời à. Không. Thôi nè, thôi nè, chạy dí rồi té nè. Sao lại như ý không có chạy nè. Không phải là được lại như ý. Chả rồi. Mày chạy rồi mày té đi. Mày trả không? Con này nó khờ lắm. Đấy. Đó chị bắt được em. Đó chị bắt được em. Đó đây là ông chủ hồn nè. Đây ông chủ. Không, mày quét cho sạch mà. Quét ra quay phim. Tao quét cho nó sạch chứ tao quét quay phim chi. Rồi bây giờ con hốt này là giùm mẹ đi. Con lấy cái bạc. Dạ nó bay với tôi làm bể rồi. Ơi bữa. Không, gà này nó lai người á. Gà này nó lai người. Con lấy cái bao con hốt và đóng gác đó cho mẹ. Bên đây luôn. Anh Hồ bốn người quét cái giờ chán quá. Không mà mướn người á, người ta quét sạch quá đó. Bây giờ ông tự quét luôn. Đó hốt lại mấy cái rác đi. Lên lên hốt này giùm mẹ anh lên. Không mướn người, người ta quét sạch quá. Chứ quét dọn rồi, tại vì khách mà hàng ngàn người vô thì tất nhiên là phải có ghét rồi. Hàng ngàn, hàng triệu người rồi. Một ngày mấy ngàn người vô chứ phải là ít đâu. Sau mà trước giờ thì sẽ ghét và hốt ghét nên là khỏe với nhân tầy chứ. Hồi đó nhớ là chị em mình ở ngoài đường á. Chờ bó quét xong đi ăn. Nó sạch, tôi nói thiệt. Nằm ngủ con đường. Tôi dám nói tuyên bố câu nè. Nhi với lại ông Thọ, ông Tướng Minh nè. Quét sạch lắm. Cái nhà cái này mình càng quay bả càng quét dữ cung dữ đó cả nhà. Không phải đâu má. Trời ơi là trời nói vậy tôi, người ta nói tôi diễn á. Không phải, tại ý các phiêu định.
quét hết mấy cái đá này đúng không? Ờ, mục đích hôm bữa là định quét hết mấy cái đá này nè. Đừng nghe nói xạo quá cả nhà. Chết bả. Quét hết cái bãi đó. Nhưng chó ở đây nè. Nhưng trâu con bò ở đây nè. Nó dài lắm phải không? Ờ, bị hồi đó biết sao không? Bị câm xe á. Bởi vậy các bạn thấy kiếm tiền nhiều có sướng không? Tiền nhiều cũng phải ghét để làm chứ. Hả? Đi dép mà quăng ở đây luôn nè chị. Không, bị đứt á. Thử coi, thử coi. Ờ, đứt quay quăng luôn. Ngồi riết đứt quay luôn. Còn riết đứt quay. Ngồi riết đứt quay. Không biết hỏi ta. Con này nó hỏi tôi câm luôn à. Người con gái năm nào, ngày nào đã ghét ở ngoài ngoài đường lộ. Bây giờ đã vào bên trong. Đem ba phở. Rồi ok cô gái lấy cho chị. Đẹp không? Như hoa hậu vậy đó. Thở tắt lát luôn xong rồi thở luôn. Bà thở bà xẻo luôn rồi nè mọi người. Kệ lâu lâu. Lâu lâu tập thể dục không? Lâu lâu mình lên diễn lần phải không? Lâu lâu mình diễn lần. Mình đóng kịch cho người ta thương. Nè. Hôm nay mình diễn một lần cho người ta thấy sao. 11 á. Chỉ có một ngọn quét nữa nè. Lùa này nè. Lùa này quăng bên. Có đá không quét. Ừ. Chị chỉ con nè chị. Hả? Chỉ con nè, bữa vô lại. Thêm mày ơi, ớt là 101. Mấy ba mấy phần dạ? Mấy? À, các bạn chia sẻ cho lên 1 ngàn. Mấy phần? 3 phần. Mấy phần? Có nhiều. 101. 1 ngàn người nữa. 1 ngàn người thì mình quay ở đây hả? Còn có anh nào 3 phần, có anh check in phải không? Rồi. Hết RAM luôn hả chị? Thôi ơi, hết rồi lúc chiều ngày nào không vậy. Tới giờ này là nó hết à. Tới giờ này là nó hết, không còn nè. Đó, quét vậy ngày mai mốt á, mình lùa cái mớ đá đó qua kia. Mỗi ngày mình quét chút cho nó sạch. Cứ hai vợ chồng bả là bán rồi mệt rồi, thời gian đâu mà còn quét nữa. Có quét cái xương thôi chứ. Chị ơi, mua em phần chị. Không, bạn em mới mua rồi, em tính lợi hỏi chị đẹp đổi em 100 ngàn luôn. À vậy hả? Cái vấn đề chính là còn không nè. Chị thì chị không còn tiền lẻ. Đổi 2 tỷ giá 50 thì được. À cũng được đó chị. Chơi luôn vậy hả? Chơi luôn đi, đổi nát nát từ từ cũng được. Ok. Càng đổi càng càng. Nè chị nó móc hết cho em câu này, không có tiền lẻ. Có tiền lẻ chị không có kỹ đâu. Ý em mới quét ra qua đây nè. Đâu rồi con, ấy nè, đây nè chị. Đưa cái chỗ cho chị cho mẹ coi. Ủa mà. Trời chết rồi. Gần chị. Đúng chịu. Tôi là chưa tôi mới vừa chữa thề. Mình gấp thành mua vậy anh. Gấp. Gấp hồi nãy giờ luôn á. Chơi vô 1 triệu bạc. Ok. Nãy rồi có mấy con mà 1 triệu. Sao quá vậy? Mấy triệu thầy. Nhiều đó 1 triệu rồi. 2 con bự luôn á, 2-3 con bự luôn á nghe. Đúng rồi, hình như 2 con bự nó đâu có nhiêu đâu, 300-400 ngàn là cao. 2 con hình như con bự bạch tuộc có 500 ngàn. Kìa bánh cầm bánh. Gấp nhiều. Con này gấp cái chừng nào ra chị? Con này gấp chừng nào ra? Cuối cùng mình ai gấp vậy? Đổi á. Có gấp đổi bỏ vô chơi mượn. Chơi tôi mượn mấy phần giờ? Mềm á. Ủa sao bữa nay đi như nào khác vậy? Bữa giờ nhớ nhau khác mà. Giỡn chứ mấy con nhỏ này nè. Nhớ luôn hả? Sao nhớ mà. Nhớ hồi lúc hai đứa qua đây đi bằng xe quay nữa. Lúc chị còn ngủ ngoài kia kìa. Ồ, thiếu gì. Nè gái. Đó. Bây giờ đi khuya vậy? Mới là vậy. Đi đâu làm đâu vậy? Ở bên nhạc. Hả? Mới đi bên kia vậy. Ok vậy à? Ờ, ba em bữa nào rảnh ghé qua chơi. Ghé qua chị có rảnh không ba? Thì mày muốn chơi cái gì? Mày chơi với mày biết điều cách chơi mới chơi được. Qua đây mày kêu tôi ngồi nói chuyện với mày. Thì mày muốn khách sạn tao lên đó. Tao chơi cò cò với mày trong đó. Cảm ơn nghe. Ủng hộ lúc mà cái thi mới vừa bán tới giờ đó. Ê, ủng hộ lúc mà còn ngồi ngoài đầu đường tới giờ đó.
Đây nữa ngồi nói chuyện tâm sự tí xíu coi. Đời ban đêm